Như mình đã giới thiệu rồi, giới thiệu về các bản chụp OCT, các phần trong bản chụp OCT, cách đánh giá vân vân. Thì bây giờ là chúng ta thực hành đọc được không ạ? Bắt đầu nhá. Mình sẽ chỉ định được không ạ? Mình sẽ chỉ định ở trên cái danh sách này này, participants này. Mình sẽ gọi ngẫu nhiên nhá. Nhưng mà mình gọi hai người đấy sẽ bật mic xong mình đọc nhá. Đã thấy thực hành đọc tổn thương OCT mọi người thấy chưa ạ? rồi thấy rồi. Vâng, tôi mời Nga đi. Nào mình đọc nhá, mình đọc từ phần tuổi đi. Đúng không? Đọc từng phần một, tuổi này, độ mạnh của tín hiệu này. Không thấy đây, Ban Thị Thảo nào. Không ai đọc thì mình thực hành làm gì? Nào, Ban Thị Thảo đọc xem nào. Anh chào cô ạ. Vâng, mời em. Em chào cô. Em xin đọc cái OCT của bệnh nhân ạ. Thứ nhất là tuổi, bệnh nhân tuổi là sinh năm 2020 tuổi. Bệnh nhân nam 20 tuổi. Năm Tín hiệu bao mắt phải, mắt trái là 6 phần 10 nhiêu? và độ mạnh tín 10 là chấp nhận được. Đúng rồi. Độ thường kính bản đồ độ dày, sơ đồ độ dày, thứ nhất là mắt phải, độ mạnh tín hiệu hình cánh bướm. Mắt bên trái thì có cánh nhỏ cánh bướm là có mất. Bản đồ độ lệch thì tín hiệu bình thường. Sao thế? Bản đồ độ lệch là bên mắt trái là ở tổn thương ở phía dưới ạ. Đúng rồi. Lệch ở phía dưới là có tổn thương màu vàng vàng này, có vẻ như có giảm độ dày lớp sợi thần kinh của cô chú cực kỳ nhỏ ở đây Độ đúng không? dày lớp sợi thần kinh trung bình là cả mắt phải mắt trái là bình thường. Bình thường. Độ dày đúng không? Em đang đọc bài văn này đúng không? Dày lớp Này sợi ở thần trong kinh cái vùng của cổ hai mắt xanh. lần hạ bình thường. Có gì cần lưu ý ở đây? Mắt trái, có gì cần lưu ý nào? Diện Đây nhá. Chị nói một tí, tôi nói một tí. Các bạn nhìn thấy là độ dày lớp sợi thần kinh ở hai mắt này nào, đều là rất là cao đúng không? Rất là dày, 101-90 mm xanh, tức là các thông số về đầu thị thần kinh và thông số về độ dày thần kinh là bình thường. Trên cái bản đồ độ dày về hình thái là bình thường đúng không ạ? Bản đồ độ lệch mắt phải bình thường, mắt trái là có một chút ít, có vẻ, tôi nói là có vẻ thôi, là có cái sự giảm độ dày lớp sợi thần kinh quay lại ở cái vị trí phía dưới này. Nhưng mà nó là màu vàng, nó hơi nghi ngờ. Khi mà các bạn nhìn trên cái sơ đồ độ dày thần kinh mà người ta trải dài này này,
thì mắt phải là cái đường này là nhưng mà mắt trái các bạn nhìn nhé, mắt trái này là cái vùng đất này nó hơi chạm đến màu vàng này, bạn thấy không, nó rất là tương xứng với cái màu vàng ở đây, cái vùng phía dưới này có phần tương dưới hơi giảm độ dày, cho nên là nghi ngờ khi mà các khung giờ đúng 16 giờ có sự giảm nhưng mà giảm rất là sớm, rất là ít, chưa phải là bất thường. Bệnh viện bệnh nhân này chúng nói gì? Tổn thương khu trú đúng không? Phía dưới. Các bạn không liên quan tắt mic cái. Bất kỳ một cái sự giảm độ dày nó sẽ tính kinh ở phía dưới nào đều cần phải rất là sát. Vì đây là khu vực ít bị ảnh hưởng nhất bởi tất cả các yếu tố. Chính vì vậy bệnh nhân này nếu mà muốn khẳng định tổn thương ta làm gì ạ? Ta làm lại OCT sau 3 tháng, ví dụ như thế. Nếu bệnh nhân này mà có tăng nhãn áp kèm theo, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải theo dõi, với đây nó là một cái dấu hiệu mà chúng ta báo hiệu rằng là chúng ta phải rất là cảnh giác. Nếu bệnh nhân không có tăng nhãn áp thì là sát lại sau 3 tháng để xem cái vị trí này thực sự nó có là 90 hay không, hay nó giảm xuống 89, 88, nó có chuyển màu không, chuyển từ xanh sang vàng, à thế là bình thường, nhưng từ vàng sang đỏ lại rõ ràng đây là tổn thương có thật, tổn thương này đã được khẳng định và cần phải làm sao ạ, cần phải có thái độ hoặc là theo dõi hoặc là xử trí tùy cái tình hình lâm sàng của bệnh nhân, đúng không ạ? Tiếp nhá. Nào, phim này đi. Mời một bạn đi, cái này khá là hay đấy ạ. Mời tôi mời ai bây giờ, mời ai với ai. Mời iPhone này. Mời bạn Lâm Hoàng Yến nữa không ạ? Dạ em thưa cô. Vâng. Chào bạn. Dạ. Dạ thưa cô, thì đầu tiên mình đọc cái OCT này, mình sẽ kiểm tra thông tin bệnh nhân trước. Đây là bệnh nhân nữ khoảng trung niên, rồi sau đó kiểm tra độ mạnh của tín hiệu thì signal strength ở đây là trên 5/10, à, hai mắt là mắt phải 6/10, mắt trái 5/10, thì là mình sẽ đọc được cái kết quả này. Tiếp theo mình sẽ đọc về cái bản đồ đầu tiên, đó là bản đồ độ dày. Thì bên mắt phải là mình thấy cả hai bên mắt mình đều thấy giảm cái độ dày, tại vì không có xuất hiện hình ảnh cánh bướm. Rồi so với lại cái biểu đồ độ lệch, thì biểu đồ độ lệch thì bên mắt trái thì là thấy giảm hơn so với độ tuổi. Dạ, rồi tiếp theo là về hình ảnh biểu đồ độ dày của từng vùng, thì ở bên mắt phải thì là thấy trên hình ảnh là biểu thị là màu xanh lá cây ở cả 4/4, thì là độ dày lớp sợi thần kinh ở bên mắt phải là bình thường, còn bên mắt trái là mình thấy có cái hình ảnh màu vàng, ở hình ảnh màu vàng của là giảm độ dày lớp sợi thần kinh phía dưới ở bên mắt trái. Và cuối cùng mình kết luận này là bệnh nhân này là có giảm độ dày bên mắt trái, là có giảm độ dày lớp sợi thần kinh phía dưới, bên mắt phải thì chưa, độ dày lớp sợi thần kinh bình thường. Bệnh nhân này có gì mà chúng ta phải lưu ý ở đây? Các bạn nhìn vào cái disc area ấy, cái diện tích đĩa thị, các bạn thấy rằng là gì? Đĩa thị mắt phải là 2,67, mắt trái là 2,89. Toàn bộ các thông số này đều là màu xám. Tại sao là như thế? Đây là một cái điểm mắt, đây là bệnh nhân mà có hai mắt đĩa thị rất là to, đúng không ạ? Bình thường trong máy thì nó chỉ có thông số cho những cái đĩa thị mà có diện tích ở dưới 2,5 mm vuông thôi. Thế còn nếu như mà nó to như thế hoặc là bé 1,3 thì nó sẽ không có sự so sánh với các quần thể người trong cùng độ tuổi. Chính vì vậy mà đây là mình nhận biện định là gì? Đĩa thị to, đúng không ạ?
Cái thứ hai là đúng như bạn nói là gì, hình ảnh cánh bướm sinh lý nó không có ở hai mắt, trông rằng thấy ngay rằng là gì, là độ dày lớp sợi thần kinh làm sao mỏng ở cả hai bên, nhưng mà làm sao nó vẫn trong giới hạn bình thường, trung bình vẫn bình thường. Cái thứ ba là nếu như mà mình xem vào cái bản đồ độ lệch thì thấy rằng là mắt phải có một chút xíu tí tẹo, nó hơi giảm, xin lỗi đâu rồi, hơi giảm, mắt trái nó rõ rệt hơn phía trên và phía dưới. Và thấy là gì, bằng cảm quan thôi là lõm ngay hay mắt rất là to đúng không ạ, này nhìn lõm đĩa này to đùng ra, khi mà chụp cắt lớp lõm đĩa rất là to cả hai bên. Nếu mà quan sát kỹ hơn thì thấy rằng là bệnh nhân này này, ở mắt này nó có cái viền thoái hóa cạnh gai, nó cạnh gai đúng không ạ, đây là mắt cận thị thoái hóa các bạn ạ. Thì chính vì thế mà gì, thứ nhất là nó gai thị to, thứ hai là thoái cạnh gai, thứ ba là trên mắt cận thị nặng thì bản thân là lớp sợi thần kinh nó đã giảm hơn bình thường, mặc dù nó vẫn là vẫn còn là bệnh lý nhưng mà nó giảm bình thường do cận thị. Đối với mắt trái thì đúng như bạn nói là có những cái vùng giảm chiều dày khu trú thể hiện ở trên cái biểu đồ này đúng không ạ, cái đường đứt mắt trái nó chạm vào vùng đỏ này, vàng đỏ ở phía dưới, ở phía trên một chút đây. Nếu mà ở góc phần tư thì phía trên khi mà cộng vào trung bình phía trên bình thường mắt trái, ở dưới thì là hơi nghi ngờ, nhưng mà khi mà chưa cung giờ thì cái vùng màu vàng này nó tương ứng với cái chỗ này, hơi chạm tương với đây đúng không ạ, tức là có sự giảm chiều dày nhưng mà nó không nhiều và nghi ngờ tổn thương thôi, nhưng phía dưới là rõ ràng có sự giảm rõ rệt, nó hẳn là qua màu đỏ rồi. Vậy thì ở bệnh nhân này làm sao, chúng ta không thể nói bệnh nhân có glaucoma hay không vì chúng ta không có thông số, không có trong tay các thông tin về lâm sàng của bệnh nhân, không có thông tin về nhãn áp, không có thị lực, không có gì cả. Có thể nói rằng là gì, là bệnh nhân là có tổn thương khu trú ở phía trên và phía dưới, mà chúng ta biết rằng là phía trên và phía dưới nó cực kỳ đặc hiệu cho bệnh lý chúng ta đang học là glaucoma đúng không ạ. Nếu như có thêm thông tin về các khác, ví dụ như có nhãn áp cao hoặc là gì đó thì chúng ta cần phải theo dõi thêm. Theo dõi thêm là làm gì, bệnh nhân này nếu như mà tổn thương ở phía dưới nhỏ nhỏ này thì có thể một tí biết thị trường phía trên, có thể thôi đấy. Và thứ hai là nếu như mà chúng ta theo dõi làm ông sẽ tới lần khám sau á, chúng ta phải đặc biệt lưu ý ở hai vị trí này, hai cung giờ này, xem có con số này nó có giảm đi hay không, nó có rộng ra hay không, để chúng ta đánh giá tiến triển của bệnh được không ạ. Các bạn nào có ý kiến gì về, về cái bản chụp này không ạ, thắc mắc thắc mắc? Mình chuyển đến bản chụp tiếp theo nhé. Bên này đi nào, xin mời bạn Lê Thị Thúy Dung đi. Dung Dung có ạ, xin mời bạn Lê Trọng Cường được không ạ? Ủa, bạn nào xung phong đi, mình không biết là bạn nào, có bạn nào ngồi đây không ấy. Alo. Vâng, xin mời ạ. Vâng. Ở trên bệnh nhân nam sinh năm 1975. Mức độ tín hiệu 6/10 đảm bảo. Trên bản đồ độ dày của lớp sợi thần kinh thì có hình cánh bướm gọi là bình thường đấy. Diện tích của địa thị là màu xám. Hai bên có vẻ là hơi to hơn bình thường. Độ dày ở tỷ lệ C trên D trung bình, hai mắt là khá tương đồng nhau. C trên D cho chỗ đứng là hai mắt 0,6 và 0,63, khá tương đồng. Bản đồ độ lệch của lớp sợi thần kinh thì cho thấy là cái mắt bên trái có sự tổn thương ở góc phần tư phía dưới thái dương dưới. Trên bản đồ về chiều dày lớp sợi thần kinh về, theo cái góc phần tư thì có tổn, bên phải có tổn thương ở phía thái dương, bên trái cũng có tổn thương ở thái dương. Ở bản đồ của lớp theo khung giờ thì ở bên phải có tổn thương ở
chụp khoảng 74 độ và 51 độ ở bên trái và tổn thương ở góc phần tư khoảng 40 độ. 40 micromet. Dạ vâng. Chờ chứ. Tức là các bạn là gì? Cho nên em nghĩ đây là cái trường hợp này có thể là tổn thương khuyết lớp sợi thần kinh của trong bệnh glaucoma ở mắt trái. Tổn thương, mình gọi là tổn thương khu trú. Vâng. Với mắt phải là mình nghi ngờ, có nghi ngờ, nhưng mắt trái là tổn thương khu trú nhỏ phía dưới. Dạ. Cảm ơn bạn. Dạ vâng, cảm ơn chị. Ở cái bản chụp này thì có cái điểm lưu ý là gai thị bình thường nhé, không phải là to gì đâu. Có một cái lưu ý, ví dụ mắt phải chẳng hạn, có một cái điều rất thú vị các bạn thấy này, cái vùng tổn thương ở phía trên này, ở phía này này, dưới này, thái dương dưới này, nó rất là thống nhất này với cái tổn thương cung giờ, các bạn thấy không? Đó. Đối với mắt trái thì rõ ràng tổn thương ở phía thái dương dưới đúng không? Keo mỏng rõ rệt. Và nếu như mà ở trên góc phần tư nó là màu vàng, tức là nghi ngờ. Nhưng mà khi mà tách ra khung giờ nhỏ hơn ấy, thì rõ ràng là góc phần tư dưới bên trái là độ dày nó giảm trầm trọng của 40 đây, giảm trầm trọng này. Đó. Thì ở bệnh nhân này thì mình nói rằng là gì, là có tổn thương nhỏ, khu trú ở phía thái dương dưới. Và khi mà mình theo dõi, thì mình theo dõi các thông số ở trên này. Thì mình khuyến cáo là nên theo dõi ở trên cái bản đồ khung giờ này, thì nó làm sao nó có định khu cái vị trí rồi, thứ hai là cái con số, mình sẽ xem được rằng là đằng sau thông số nó có thay đổi gì không để biết là bệnh nhân có tiến triển hay không. Tiếp nha. Nào, phim này đi mời các bạn. Mời bạn nào đi ạ? Đọc đi nhé. Mời bạn Ngô Thị Như Bình được không ạ? Chúng mình đọc nhanh nhé, đọc vèo vèo nhé. Nhìn mới đọc được nhiều. Bạn Như Bình có đây không ạ? Hoa Nguyễn nào? Nguyễn Hoa, mời em. Chào cô ạ. À, mời em bắt đầu. Em xin phép đọc. Bệnh nhân 20 tuổi, độ mạnh tín hiệu là 9.3. Ba bảy tuổi ạ, độ mạnh tín hiệu là 7/15/10 thì chấp nhận được. Độ dày của lớp sợi, độ dày của viền lớp sợi thần kinh ở viền đĩa thị thì ở mắt phải thì bình thường, ở mắt trái thì có tổn thương không bình thường ở bò dưới. Nhưng mà nhìn trên bảng thì độ dày lớp sợi thần kinh thì hai mắt bình thường, nhưng mà độ chênh lệch tương đồng giữa hai mắt là bất thường 12%. Viền thần kinh thì mắt phải bình thường, mắt trái có bất thường. Bất thường là sao? Kích thước đĩa thị là trong giới hạn bình thường. Ở C trên D ở mắt trái thì bất thường lớn ạ. Tức là mắt phải trên D rồi, ở lớp sợi, độ dày lớp sợi thần kinh thì biểu đồ ở mắt trái thì có bất thường, có tổn thương ở thái dương trên và thái dương dưới.
biểu đồ viền thị thần kinh thì ở mắt phải thì bình thường, mắt trái thì có tổn thương mỏng ở gần như là cả cái viền đấy ạ, 360 độ, gần hết 360 độ. Độ dày của lớp sợi thần kinh thì ở mắt trái đi nào, mắt phải. Ở mắt phải thì ở cái phía mũi thì có vẻ hơi hơi giảm, còn ở mắt trái thì phía trên dưới ở phía trên và phía dưới thì là có giảm nhiều ạ, và cái IF cái F thì hơi cao nhiều hơn đây, ngâm lên đây. Còn theo bản đồ theo 1/4 thì ở mắt phải bình thường, còn mắt trái thì có giảm, có tổn thương ở bó dưới, ở phía dưới. Cung giờ 16. Theo cung giờ thì theo cung giờ 16 thì ở mắt trái thì có tổn thương ở phía 5 giờ 6 giờ. Độ dày là 9159. Còn mắt phải thì có tổn thương nghi ngờ ở vị trí 3 giờ. Okay. Kết luận thì là mắt trái có tổn thương khu trú ở phía dưới ạ. Đặc trưng nghi ngờ, đặc trưng của tổn thương bệnh glaucoma ạ. Này nhá, ở cái phim này thì em xin phép ạ. Này, các em nghe tôi nói rõ không? Tức là thứ nhất thế này nhá, mắt phải tôi sẽ không nói đến nó, rất là bình thường. Thế mà nhìn mắt phải đây là một vùng màu xanh này, các bạn nhìn thấy ở trên thì nó hình ảnh cánh bướm dày ở trên cả dưới vân vân, các thông số mắt phải gần như là bình thường được không ạ? Ở phía mũi này là nó có vẻ nó hơi tổn thương ở phía mũi, thì đồng thời là cái chiều dày ở đây nó chạm với vùng đỏ này và nó biểu diễn ở đây là có một vùng hơi bị giảm nghi ngờ. Nhưng mắt trái nó có cái rất thú vị, các bạn nhìn nhé, ở đây là chiều dày lớp sợi thần kinh trung bình mắt trái là 97 micromet, khuôn nó màu xanh nghĩa là gì, là độ dày này trong giá trị bình thường, đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào con số này mà ôm mắt trái nên là bình thường, nhưng mà có đúng không? Có một số điểm mà chúng ta sẽ phải phân tích. Thứ nhất là nếu mà nhìn trên cái bản đồ độ dày lớp sợi thần kinh thấy rằng là rõ ràng ở cánh phía dưới là mất mà thay thế bằng cái màu xanh này, tức là phía dưới là keo mỏng. Mà độ lệch thì thấy rằng là gì? Ở phía trên có một cái nhánh là bị teo mỏng, phía dưới là cả cái vùng khá là rộng. Lõm gai rộng, đúng không ạ? Nếu mà mình so sánh hai mắt, rõ ràng mắt này lõm gai rất là rộng, cảm giác trực quan thôi. Mắt này lõm gai nhỏ, đúng không ạ? Viền thần kinh làm sao mắt trái mỏng tất cả các cung giờ, các 1/4. Nếu mà nói về viền thần kinh, chiều dày lớp sợi thần kinh đi, thì ở đây các bạn thấy cái gì? Mắt trái này nó có tuân theo cái quy luật hai biếu không? Không hề, đúng không ạ? Cái vùng nào mà tự nhiên nó lại cao lên ạ? Đây, ở phía thái dương các bạn thấy này, thái dương ở mắt trái làm sao nó lại vượt qua khỏi vùng xanh lên vùng trắng, nghĩa là gì? Nó dày hơn bình thường, đúng không ạ? Phía mũi cũng thế, dày hơn bình thường. Đó, ở phía trên có một cái vùng nó hơi dày hơn bình thường. Vậy thì tiệu chung lại là gì? Ở mắt trái khi mà đưa ra cái sơ đồ góc 1/4 thì thấy rằng là gì? Mắt ở phía mũi này, phía thái dương là có độ dày lớn hơn bình thường. Ở phía trên cũng có một phần nó dày bình thường. Vậy thì khi mà máy nó tự động, nó cộng các thông số này chia trung bình thì ra một con số là bình thường ở đây. Nhưng thật ra là mắt này không bình thường. Vì sao? Vì rõ ràng là có vùng tổn thương rộng lớn ở phía dưới. Được không ạ? Bệnh nhân này rất là nghi ngờ là glaucoma, nếu mà trong tay có các thông số khác
mà nó phù hợp thì chúng ta sẽ không cần ngại để chẩn đoán đây bệnh nhân glaucoma, mặc dù là có độ dày lớp sợi thần kinh trung bình vẫn là bình thường, nhưng mà khi chúng ta xét cách sâu hơn thì thấy rằng là gì, là nó bình thường ở đây chẳng qua là gì, là cộng trung bình thôi, chứ còn từng khu vực là rõ ràng là nó có tổn thương một thứ đặc trưng ở phía dưới, được không ạ? Mình đi tiếp nhá. Mỗi cái bản ghi này, bản in nó sẽ có một cái đặc điểm gì đấy mà chúng ta phải tìm ra. Nào bây giờ mời mời bạn khác đi nhỉ. Xin mời Hồ Đoàn Thanh Nhật được không ạ? Bạn Nhật có đây không ạ? Không có ạ. Bạn Nhật có đây không? Mời bạn. À vâng, mời bạn. Dạ alo. Dạ, cô bệnh nhân. Có không nhỉ? Mời bạn Nhật đi. Mời bạn Hạnh Lục vậy. Mời Hạnh Lục ạ. Không có, mời bạn Gia Minh. Đây phần thực hành các bạn mà cứ mạnh dạn lên, chứ còn tôi đọc thì nói chuyện gì. Mời bạn Gia Minh ạ. Ồ, cái phim này hay lắm. Mời bạn Đặng Bảo Nhân nào. Ai trả lời? Bạn Hoài Sâm có đây không? Dạ, em mời chị vâng, qua đi lại này là ở bệnh nhân Nguyễn Tuấn Anh ạ, nam ạ, 22 tuổi ạ. Cái độ dày của lớp sợi thần kinh thì ở mắt phải là bình thường ạ, mắt trái thì hơi giảm một tí ạ. Phần cái quả hình ảnh thì có thấy hình ảnh quan sát thì có màu vàng đỏ ở bên mắt phải, thì nhưng mà nó hơi suy giảm ở phía hơi chuyển sang màu xanh ở phía dưới ạ. Còn bên mắt trái thì có hình ảnh suy giảm nhiều hơn ạ, ở phía trên và phía dưới, tức là chỉ có một ít cái màu sắc vàng và đỏ nữa thôi ạ, bên mắt trái ạ. Còn về cái hình của cặp đồng hồ thì có hình ở phía thái dương, thì phía mũi thì bình thường, phía trên cũng bình thường, bên mắt phải thì phía dưới thì có sự suy giảm, còn bên mắt trái thì suy giảm nhiều ở phía thái dương, phía trên là phía dưới ạ. Ok, em có bổ sung gì không, có nhận biết được cái gì đặc biệt từ cái phim này không? Thế này em cái mắt trái thì em có nghi ngờ về glaucoma. Nghi ngờ gì? Nghi ngờ về glaucoma ạ. Glaucoma. Ok, đồng ý với em thì có. Cái này thì mình lưu ý nhé. Mình nhìn vào cái diện tích đĩa thị này, mắt phải là 2,78 này, mắt trái là 4,23. Khi nhìn tất cả cái vùng này màu xám thì nghĩa là cái đĩa thị này nó diện tích nó hoặc là quá to quá bé. Ở bệnh nhân này diện tích đĩa thị là rất to, đúng không ạ? 2,78 mắt phải. Đây. Nhưng mắt trái là siêu to, 4,23, nó phải tới gấp giữa cái bên mắt đĩa thị mắt phải. Đúng không? Đây là mắt của bệnh nhân cận thị thoái hóa. Thế nên là tất cả các thông số này nó đều màu xám, nó không so sánh được. Cái thứ hai là các bạn biết rằng là trên mắt cận thị thoái hóa, nghĩa là gai thị to này nghĩa là gì? Võng mạc giãn mỏng. Cụ thể, nếu như mà các bạn nhìn vào cái mắt phải, lõm gai đây, đúng không ạ? Nó còn có lõm xuống như mắt trái này.
Có lắm không? Có lắm, thì nó xác định dựa trên cái mốc giải phẫu cố định là độ mở bằng Bruch. Nhưng mà cái lõm ngay làm sao nó rất là nông. Nó nông là vì sao? Vì là cái mắt cận thị chụp nhãn cầu dài, nó bị kéo dài ra. Thế nên là lõm ngay này vừa to và vừa nông. Ở đây nó mắt cận thị là gì? Nó là sự teo mỏng hoặc là sự giảm độ dày lớp sợi thần kinh quanh gai. Vậy thì cái sự giảm này rất là khó để có thể xác định là do glaucoma hay là do cận thị. Và mình phải cần khám thêm về lâm sàng, đúng không ạ? Làm siêu âm, đo về độ dày giác mạc trung tâm, nhãn áp, đo thật là chính xác, hiệu chỉnh với độ dày giác mạc trung tâm. Và đồng thời là làm các khám nghiệm về thị trường, theo dõi trong thời gian để xem là nó có tiến triển hay không. Nếu như mà là tổn thương cận thị thì nó ít tiến triển, nhưng mà nếu tổn thương của glaucoma nó sẽ tiến triển. Nên là bệnh nhân này là bệnh nhân rất là khó. Ở đây chúng có thể nói rằng ở đây là một cái OCT của bệnh nhân cận thị nghi ngờ, có thể nghi ngờ glaucoma nhưng mà chưa chắc. Tiếp theo. Mắt này đi ạ. Mời anh Tạ Quốc Việt được không ạ? Anh vào đây không ạ? Dạ. Vâng. Dạ, bệnh nhân nam sinh năm 1951. Hiện tại thì em thấy là to lên. Dạ, thần kinh của hai mắt đang bị teo mỏng rất là nhiều. Thứ hai là cái lõm gai của hai mắt thì cũng rất là rộng ở mắt trái, rộng hơn mắt phải. Theo góc phần tư thì hai mắt đều bị giảm phía trên và phía dưới nhiều. Kèm với đó là theo múi giờ thì thấy rằng là cái mắt trái thì sự giảm lớp sợi thần kinh thì phía dưới thái dương và phía trên thái dương là nhiều. Bệnh nhân này là teo mỏng lớp sợi thần kinh ở hai bên và lõm đĩa rộng như thế này, em chuẩn đoán được glaucoma. Mình đồng ý với bác sĩ Việt, rất đồng ý là bệnh nhân là có teo mỏng lớp sợi thần kinh cả hai bên, đúng không ạ? Vị trí trên và dưới là vô cùng là điển hình. Đấy, tuy nhiên các bạn lưu ý này, các bạn nhìn vào cái hình ảnh này, lõm đĩa rộng đúng không ạ? Đây, hai cái chấm đỏ là giới hạn của lõm đĩa rộng, nhưng mà nó nông, nó không có sâu. Đó, cái thứ hai là các bạn nhìn này, nhưng mà nhìn kỹ vào đây, đây là cái vùng gì ạ? Và cạnh gai cực kỳ to. Đây cũng là bệnh nhân cận thị. Vậy thì bệnh nhân cận thị như thế này, lõm gai rộng như thế này, thì có thể đây là tổn thương đơn độc của cận thị, có thể là tổn thương phối hợp của cả glaucoma và cận thị. Nhưng cũng như bệnh nhân trước, và chúng ta làm sao ạ? Chúng ta cần phải phối hợp với lâm sàng và theo dõi tiến triển của bệnh, tiến triển trên OCT, tiến triển trên thị trường. Đó, để mình xem là thực sự là có phải là tổn thương của glaucoma hay không. Trên OCT thì như mình đã trao đổi rồi, mình sẽ xem xét là cái độ dày, sự thay đổi độ dày của lớp sợi thần kinh ở các góc phần tư hoặc là góc khung giờ, đúng không ạ? Khung giờ này để xem có thay đổi hay không. Và bệnh nhân cận thị nặng thì lúc nãy mình cũng vừa mới trao đổi là không nên đánh giá dựa trên đầu thần kinh, vì đầu thần kinh của bệnh nhân cận thị nó rất là biến đổi, mà nên theo dõi dựa trên cái gì ạ? OCT hoàng điểm. Như thế thì nó sẽ cho cái kết quả nó trung thực hơn, nó có giá trị hơn là mình theo dõi ở trên đầu thần kinh như này. Tiếp ạ. Xin mời đi ạ. Mời bác sĩ Thiết nào, Chu Thị Thiết ạ. Dạ, em xin chào chị ạ.
Em xin đọc cái kết quả của cái bệnh nhân này là một bệnh nhân nữ 47 tuổi ạ. Về cái độ nhạy thì cả hai mắt đều là 7/10, thì có nghĩa là mình sẽ tin tưởng một cái kết quả này ạ. Về cái bản đồ, về cái độ dày của giác mạc thì là ở mắt bên phải thì không còn nhìn thấy cái hình ảnh cánh bướm nữa. Mình nhìn vào xem cái thông số bên cạnh thì mình thấy được cái độ dày trung bình của cái viền thần kinh là có 44 micromet thôi ạ, là có nghĩa là giảm rất nhiều ạ. Còn ở mắt bên trái thì là vẫn nhìn thấy các hình ảnh cánh bướm, và cái độ dày giác mạc, độ dày của viền thị thần kinh là 100 micromet, có nghĩa là có một cái độ dày bình thường ạ. Về cái bản đồ độ lệch thì ở mắt bên phải thì nhìn thấy là những thấy được các cái độ mỏng của cả cả ở phía trên này và phía dưới và phía mũi đó. Còn ở mắt ở bên trái thì là cái độ dày của cái viền thị thần kinh thì là bình thường ạ. Nên là cái đường chỉ của cái mắt bên phải mình nhìn thấy là nó hầu như là nó ở cái vùng của màu đỏ và màu vàng ạ. Nó mất đi cái hai cái gồ. Là như vậy thì khi mà mình về cái lõm gai thì ở mắt bên phải có một cái lõm gai là 0.68, nhưng mà cũng là lõm gai nông chứ không sâu ạ. Nhìn vào cái cung chia theo thành 4 phần đấy thì là ở mắt bên phải mình nhìn thấy là có sự giảm về cái độ dày của viền thần kinh ở phía trên, phía dưới, phía mũi và một phần ở phía thái dương thì chỉ là vẫn là màu vàng, thì là giảm ít ạ. Còn khi mà chia vào các cái khung giờ thì là chỉ còn có ở cái phía thái dương và phía mũi thì chỉ còn có một cái khung giờ 3 và khung giờ 9 thì là còn màu xanh thôi ạ, còn lại thì là màu đỏ và màu, cái khung giờ 10 thì là màu vàng ạ. Còn mắt ở bên trái thì là các cái chỉ số vẫn là bình thường ạ. Thì ta nhận định thì mắt này là ở mỗi một bệnh nhân như này thì với cái diện tích gai thị vẫn là 1.69 đến 1.52 thì nó ở trong mức bình thường, thì có thể là mình sẽ nghi ngờ một bệnh nhân glaucoma mắt bên phải ạ. Em xin hết ạ. Cảm ơn em. Nói chung là những cái phân tích của em đều chính xác cả, nên mình vào các con số này thì không có gì bàn cãi đúng không ạ? Thế mắt phải là nó teo tỏa lan, theo tỏa lan lớp sợi thần kinh quanh gai, tất cả xung quanh nó luôn màu xanh lạnh lẽo đúng không ạ? Xanh lạnh lẽo theo hết. Tuy nhiên bệnh nhân này không lưu ý là gì? Nhưng mà các em nhìn sang bên trái này, các em thấy không? Thứ nhất là viền thần kinh này dày, rất là dày to. Thứ hai là lõm gai này bé tí, nhìn trên là cái cắt lớp này bé tí tẹo đây. Đây là mắt gì đây ạ? Đây là mắt viễn thị các bạn ạ. Viễn thị thì làm sao? Lõm gai vô cùng nhỏ. Chính vì thế mà ở lúc nãy thiết có nói một cái ý là bệnh nhân này lõm gai có 0.68, nông cái này thôi nhưng mà tại sao nó teo hết? Thì trên một cái mắt viễn thị thế này đã là quá nhiều. Đúng không ạ? Mình luôn phải xem xét cái tương quan của lõm gai với cái diện tích, cái kích thước của gai thị. Đối với một lõm gai, đối với cái gai thị rộng thì lõm gai 8/10 vẫn là bình thường. Nhưng mà gai thị nhỏ, viễn thị thì lõm gai 6/10 đã là vô cùng bất thường, đúng không ạ? Đây là một cái lưu ý. Một cái bệnh nhân mà bị viễn thị mà bị vô cùng một mắt thì tổn hại rất là nặng nề như này, mặc dù lõm gai không quá rộng, không quá sâu. Thứ nữa là gì? Là mắt phải thì với cái độ dày lớp sợi thần kinh quanh gai trung bình là 44 micromet, nó đã chạm sàn rồi. Đây là flow effect rồi. Như vậy thì lần sau khi mà chúng ta để theo dõi bệnh nhân này, chúng ta có làm cái OCT đầu thần kinh đấy không ạ? Không ạ, chúng ta sẽ làm gì? Nếu mà có theo dõi thì làm OCT vùng hoàng điểm, bởi vì là vùng hoàng điểm nó chạm sàn chậm hơn, muộn hơn so với thị thần kinh, đúng không ạ? Tiếp nhau, mỗi cái bệnh nhân sẽ có một cái đặc điểm. Rồi. Cái này đi ạ.
Mình cứ phải mời nhỉ. Mời anh Lê Trọng Cường đi ạ. Lê Trọng Cường có đây không ạ? Vâng, có em. Vâng, xin mời. Vâng, bệnh nhân nam sinh năm 1964, mức độ tín hiệu mắt phải là 7/10, mắt trái 5/10, có thể chấp nhận được. Chiều dày của lớp trên bản đồ độ dày của lớp sợi thần kinh thì có biểu hiện là tổn thương teo lớp sợi thần kinh và chủ yếu là còn màu vàng, nó không cân đối hình cánh bướm. Độ dày của lớp sợi thần kinh trung bình ở mắt phải còn 74, mắt trái 57. Sự cân đối ở hai bên là 67%. Diện tích của vùng rìa hai mắt là 0,98 và 0,95 mm². Diện tích của đĩa thị là 1,74 và 2,14 ở trong giới hạn của mắt bình thường. Ở trên bản đồ về chiều dày của viền thị thần kinh thì cho thấy là mắt phần gồ hai bên phía trên và phía dưới. Và bản đồ về độ lệch thì cho thấy là một mắt bên phải có sự tổn thương một phần của lớp sợi thần kinh, mắt bên trái tổn thương mắt sợi thần kinh, lớp sợi thần kinh khá là nhiều. Trên bản đồ về độ dày của lớp sợi thần kinh thì thấy mắt bên trái có lớp sợi thần kinh tổn thương xuống tận phần đỏ. Trên bản đồ về góc phần tư thì bên phải có tổn thương ở phía trên, phía thái dương ở phía dưới, nhưng mà vẫn còn màu vàng thì tổn thương một phần. Nhưng mắt bên trái thì phía trên, phía thái dương và dưới tổn thương rất là nhiều. Trên bản đồ về góc về trong múi giờ của lớp sợi thần kinh thì mắt bên phải cũng có tổn thương ở phía góc thái dương dưới, bên trái cũng gần như mất một bên. Này thì trông nó vẻ teo thị thần kinh hơn là glaucoma. Teo, vâng. Mình đồng ý với bạn đây là một cái teo thị thần kinh, nhưng mà không chưa chắc đã bảo là glaucoma. Tại sao lại như thế? Vì mình biết là glaucoma ấy, nó là tổn thương tôn trọng đường giữa, không được vượt qua đường giữa, hoặc là nếu mà có thì nó hình ảnh soi gương, nó sẽ qua đường giữa. Nhưng cái này là sao? Nó tràn qua đường giữa cả hai bên như thế này. Đúng không ạ? Chỉ còn là mức độ teo nó khác nhau thôi. Thì mình nghĩ đây nó nhiều khả năng nó là một cái teo thị thần kinh, teo gai thị, kiểu phía thái dương. Đó, nó còn tất cả các ý, các thông số mà bạn phân tích thì rất là chính xác. Thế khi mình nhìn một cái phim ấy, mình sẽ có một cái định hướng nào đấy. Đấy, đó là định hướng thôi, thế còn để mà chẩn đoán xác định thì còn phải cần phải nhiều các dữ liệu khác nữa. Cảm ơn bạn. Tiếp nha. Ồ, bệnh nhân này, làm mời bạn nào đi nhỉ? Mời bạn Ngô Thị Như Bình được không ạ? Bạn Như Bình có đây không ạ? Như mình có đây không ạ? Có ạ. Nguyễn Thị Lan Anh có đây không ạ? Nguyễn Thị Thanh Xuân ạ. Dạ có em cô. Vâng, mời mời Nguyễn Xuân. À, dạ, bệnh nhân này là bệnh nhân nữ sinh năm 1963. Mức độ tín hiệu thì trong khoảng cho phép. À, bệnh nhân này có độ dày lớp sợi thần kinh giảm nhiều ở cả hai mắt. À, lõm thị lõm gai lớn hai mắt, mất hình ảnh cánh bướm ở trên bản đồ độ dày thị thần kinh, và độ lệch thì có giảm toàn bộ trên hình biểu đồ độ dày thì cả hai đường đều chạm màu đỏ. À, nên em kết luận là có giảm lan tỏa lớp sợi thần kinh ở hai mắt, nghi là teo gai thị hai mắt.
Teo gai thị à? Kết luận của em là gì? Nghĩ là teo đầu thị, gai thị hai mắt rồi. Teo à? Đấy. Dạ. Theo cảm ơn em. Theo tôi thì tôi đây là bệnh nhân mà nếu mà là glaucoma thì giai đoạn cuối. Mà cả tôi nghĩ là glaucoma tại sao? Lõm gai 9 phần 10 này. 9 phần 10 này. Cái chiều dọc là 9 phần 10 này. Nhìn trên cái đồ cắt ngang này. Đúng không? Lõm gai rộng, bờ dốc đứng như thế này. Này, dốc đứng này. Đây là glaucoma đấy em. Điều lưu ý là gì? Là đây giai đoạn muộn rồi, giai đoạn gọi là gần cuối rồi, trầm trọng rồi. Mình có cái gì ở đây? Lưu ý là mình có cái flow effect ở hai bên. Thì bệnh nhân này nếu theo dõi mình làm như thế nào? Mình là OCT hoàng điểm nhé, và thị trường trung tâm. Chứ mình sẽ không làm OCT gai thị nữa, không theo dõi thị trường 24 độ 2 nữa. Thì là một phim nữa nhá, xong rồi chúng mình sẽ nghỉ. Này. Hay phim này đi nào. Bạn nội chú anh Tiến có đây không? Đây hai bạn à? Tiến anh, anh Tiến, Phạm Hằng có đây không? Mời em. Không có ạ. Phạm Thị Thu Hoài nào. Xuân Anh. Đó, các bạn đâu hết rồi? Bạn xin mời bạn Quyền Minh. Thủy Kim ạ. À? Mời bạn Thủy Kim. Thúy Vi có đây không? Trần Nguyên Tú là một bạn cuối cùng nào. Xin mời Tinh Thần Xung Phong. Cô giáo mới khám bệnh nhân xong. Vâng, vâng, mời em. Cô đây là bệnh nhân nữ. Xem số 3 tiêu chút tín hiệu 6-10, 6-10, 6-10 cho phép bản đồ mắt phải thần kinh thì con số thần kinh hay của mắt phải, mắt trái đều trong giới hạn bình thường. Cái đĩa thị em thấy đĩa thị hơi nhỏ nên lúc mà bản đồ độ lệch thì gây tổn hại phía mũi và phía thái dương trên mắt phải, mắt trái thì mắt trái cũng tổn hại phía trên phía dưới của lớp sợi thần kinh của phía trên phía dưới. Các cái đĩa thị hơi nhỏ, khả năng bệnh nhân là viễn thị. Ở phía dưới thì lớp sợi thần kinh phía trên bệnh nhân này cái lớp ở cái bệnh nhân cái lớp lõm gai bệnh nhân nó teo mỏng nhỏ ở trên mắt trái và hai bên gặp được hai mắt. Khi mà trên cái đường đường thần kinh mắt trái nó hơi sưng đỏ, có trên bản đồ phân độ và phần tư thì bên mắt phải thì có tổn thương ở phía mũi, mắt trái cũng vậy. Khi chia bản đồ thì tất cả hai mắt của chút khi ngờ bệnh nhân này có thể là theo dõi là bệnh nhân này là theo thị trên bệnh nhân mắt viễn thị. Thế kết luận em là gì? Em nghĩ bệnh nhân này là theo dõi bệnh nhân này theo gai thị trên mắt viễn thị. Đúng, theo gai thị. Đây là bệnh nhân teo gai thị. Em có nghĩ là glaucoma không? Em nghĩ bệnh nhân này trên bệnh nhân này khả năng bệnh nhân có viễn thị nữa. Cái thông số nào em nghĩ là viễn thị?
lúc khi mà cái độ dày lõm gai nó mỏng và độ dốc lõm gai rất là nhỏ và nông. Vâng. Đồng ý. Đấy là mình không nghĩ đến glaucom đúng không? Dạ. Nhưng mà cái vùng thái dương thì nó lại teo hai bên rất là cân xứng. Dạ đúng ạ. Qua đường ngang. Nên là một cái teo gai thị. Teo gai thị trên bệnh nhân có thể là viễn thị. Chính xác. Cảm ơn dạ. Em. Cảm ơn cô. Cảm ơn em. Ok, vậy thì hôm nay tôi cũng đã hướng dẫn các bạn một chút ít về việc đọc OCT để chẩn đoán glaucom. Hy vọng là trong quá trình thực hành lâm sàng của mình thì cũng giúp ích cho các bạn một phần nào đó để các bạn có thể là chẩn đoán bệnh nhân của mình. Tất nhiên là cái này không phải là quyết định nhất đúng không ạ? Mình phải phối hợp với lâm sàng, cận lâm sàng và theo dõi tiến triển để có cái kết luận chính xác nhất cho bệnh nhân của mình. Cảm ơn các bạn ạ. Em là cô. Dạ, chào các bạn. Em là cô. Vâng. À, em là cô trong cái đây gọi là gì nhỉ? Trong cái OCT mà nó có cái hình của siêu âm B scan ấy ạ. Của ba cái hình đấy thì nó là ảnh chụp của những vị trí nào ạ cô? Đây, đúng, horizontal. Tức là một cắt có gai thị theo chiều ngang này. Vertical này, theo chiều dọc này, còn circular, tức là theo hình tròn. Đây này. Rồi cắt theo kinh tuyến ngang, kinh tuyến dọc và hình tròn. Dạ, em cho cô ạ. Ơi. Dạ, cô cho... Lớp em hỏi là trên cái bản đồ so sánh giữa mắt phải và mắt trái nhé. Cổ đấy thì có cái dòng thứ hai thì nó là tương xứng giữa cái lớp sợi thần kinh quanh gai ạ. Sợi thần kinh giữa mắt trái. Vậy thì 76% em chưa hiểu là bởi vì là trong những cái slide trước thì có những cái hình ảnh là bên mắt phải thì là độ dày của lớp viền lớp sợi thần kinh quanh gai là 100 mắt trái. Đó là 97 ấy. Mà tại sao mà độ tương xứng nó chỉ có là 12% độ chóc? À, nó sẽ không so sánh được những con số đâu em. Mà nó so sánh cái độ tương xứng ở các góc phần tư, các vị trí chứ. Chứ không phải ở trên con số mà nó ra là bao nhiêu phần trăm đâu em. Dạ. Tức là so sánh giữa hai cái cánh bướm hai bên. Đúng rồi, ví dụ các góc phần tư chẳng hạn. Trên dưới mũi thái dương, nếu mà nó đều tương xứng giữa các vị trí cơ, thì nó mới ra là cái độ tương xứng cao được. Ví dụ như là con số nó khá là xem nhau, nhưng mà như có một cái mắt mà tôi có trình bày là ví dụ như là phía thái dương với phía mũi chẳng hạn ấy, nó rất là dày chẳng hạn, nó quá khác bên kia thì nó không thể nào ra là độ tương xứng nó cao được, đúng không? Vâng. Tất cả cái đích ơ cái mà kích thước của cái đĩa này thì tại sao mà nó lại vẫn ở trong khoảng 1.3 đến 2.5 mà nó vẫn có màu xám? 1.53 chứ. 1.3 đến 2.5 luôn màu xám. À vâng ạ. Quyết định nó là màu xám, lúc nào nó là màu xám. Nhưng mà những cái thông số liên quan đến nó ấy thì nếu như mà nó trong cái khoảng giới hạn của cơ sở dữ liệu thì nó mới có được cốt áo màu. Vâng ạ. Chứ là bình thường luôn. Dạ vâng ạ, em cảm ơn cô ạ. Cảm ơn các bạn nhé. Dạ cô ơi. Vâng. À, em có câu hỏi muốn hỏi cô là những cái vùng mà lớp sợi thần kinh mà nó có biểu hiện là có màu trắng, tức là tăng độ dày á, thì lý do vì sao ở đó vùng nó màu trắng? Có phải là do tín hiệu nó bị nhiễu hay như thế nào không cô? Tăng độ dày á, màu trắng á? Dạ đúng rồi. Thì nãy cô có trình bày có một số hình có những cái góc phần tư nó có tăng màu trắng biểu hiện. Tăng độ dày. Dạ, nhưng mà tăng độ dày thì mình lại phải khám lâm sàng chứ, mình mới tìm được nguyên nhân chứ em. Mình soi mình có thể cho đến nó mắt biến thị chẳng hạn, hoặc là bị phù gai thị, hoặc là myelin gai thị, vân vân. Thì nó tăng độ dày thì mình phải khám trên lâm sàng, mình nhìn mắt thấy tai nghe mình mới biết là nguyên nhân là gì. Dạ, em cảm ơn. Đây nó chỉ là con số thôi mà. Dạ, dạ. Ừ. Thế nhá, mình chào cả lớp nhá.